Xin chào các bạn đã đến với kênh Tri thức 4.0. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp về khảo sát sinh viên và giải đồ thị hàm số phân thức bậc nhất. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ cụ thể là cái đề thi khối A năm 2014, khối A và khối A1. Người ta cho y là bằng x cộng 2 chia cho là x trừ 1 lên khối A và khối A1 năm 2014. Đầu tiên mình đi tìm tập xác định. Tập xác định mình cho mẫu nó khác không, thì tập xác định là x khác 1, thì tức là d bằng r hiệu đi giá trị 1. Rồi bước số 2 là mình đi tính y phẩy. Y phẩy là đây là đồ thị của hàm số dạng là ax cộng b chia cho là cx cộng d. Đạo hàm là các bạn chỉ cần nhớ là nhân chéo nha các bạn, a nhân b trừ tương tự bên c, rồi cái mẫu này bình phương lên. Vậy 1 nhân trừ 1 trừ cho 2 đó các bạn, thì nó sẽ ra được là trừ 3 chia cho x trừ 1 tất cả phương. Ở đây mình kết luận luôn với cái hàm phân thức này nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc D. Cho nên là hàm số nghịch biến. Nghịch biến là trên từng khoảng xác định. Ở đây là do chúng ta là cỡ này, chúng ta đi thi trắc nghiệm rồi cho nên là mình sẽ viết cho nó tắt nha các bạn. Rồi bước số 3 là mình sẽ đi tìm là tiệm cận ngang này. Để đi tìm tiệm cận ngang thì mình tính lim y khi x tiến tới cộng vô cùng. Thì cái quy tắc là cái mẹo là các bạn lấy cái số trước x nè chia cho cái số trước x ở dưới mẫu nữa, vậy là 1 chia 1 lần 1. Rồi, limit khi x tiến tới trừ vô cùng, tương tự cũng bằng 1 luôn. Mình suy ra y bằng 1 là tiệm cận ngang. Rồi, tới tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng thì mình đi tính là limit khi x tiến tới 1 cộng với lại limit khi x tiến tới 1 trừ. Rồi limit khi x tiến tới 1 cộng đó, là gần tới số 1 thì chắc chắn là hai cái chỗ này là nó sẽ ra là vô cùng. Nhưng mà làm sao biết cái nào ra, dấu nào ra, ví dụ 1 cộng là nhớ x lớn 1. Các bạn thấy tuyển số 2 vô, 2 cộng 2 là 4. 4 chia cho 1 là ra dương phải không? Rồi dương cho dương. Rồi x tiến tới 1 trừ là nhỏ 1. Nhỏ 1 thì mình lấy 0,5 đi, 0,5 trừ 1 là nó sẽ ra âm này, nhưng mà trên tử nó dương, cho nên là đây là âm vô cùng. Cái mẹo là vậy đó. Mình suy ra x bằng 1 là tiệm cận đứng. Và bước số 4 là mình đi lập bảng biến thiên. X y phải đây. Rồi đây là số 1 này mẫu đó cộng vô cùng, còn này trừ vô cùng, chỗ này không xác định âm hết hồi nãy tính rồi. Rồi giảm xuống chỗ x tiến tới cộng vô cùng đó. Cộng trừ vô cùng thì mình nhìn vô là cái chỗ tiệm cận ngang mà các bạn, cái chỗ này nè. Rồi đây là cộng vô cùng thì nó ra là số 1 này, trừ vô cùng thì cũng ra số 1 luôn. Và cái chỗ hai gạch số 1 này là mình nhìn ở tiệm cận đứng là cái tiến tới 1 á. Bên trái số 1 là 1 trừ nè. 1 trừ thì ra là trừ vô cùng. Còn 1 cộng thì ra là cộng vô cùng. Rồi, vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính đồ thị. Đồ thị thì chúng ta sẽ lấy cái bảng giá trị. Bảng giá trị thì bên trái là mình sẽ cho là một điểm, và bên phải cho một điểm nữa. Bây giờ là bên phải số 1 thì mình cho là bên trái số 1 là mình cho số 0 đây. Nếu bằng 0 thế vô là ra y bằng trừ 2 nữa. Rồi cho thêm điểm đi cho dễ dễ. Y bằng trừ 1 đây. Bên trái số 1 là trừ 1,
trừ 1 thì với mẫu ra là trừ 2, còn trên tử ra là 1, thì là âm 1 phần 2. Rồi giờ bên phải số 1 mình cho là số 2 tăng lên 1 đơn vị. Số 2 là 4, thì là nó sẽ ra là trừ 4. Rồi tiếp tục cho nó ra số 3 là 5, cho là 5 phần 2. 5 phần 2 là 2,5 thôi. Rồi chúng ta sẽ vẽ. Đầu tiên là các bạn sẽ vẽ cái tiệm cận, đứng, tiệm cận ngang lên và yêu một, và sau đó là tiệm cận ngang này số 1, rồi tiệm cận đứng với phần 1. Nhớ đây tục nhất. Còn đây là ô đi. Còn hai cái mũi nó giao nhau ở đây. Rồi, bây giờ là x bằng 0 thì y bằng trừ 2. X bằng 0 ở đây là y bằng trừ 2 là cái điểm này nè các bạn. Thấy không? Một điểm. X bằng trừ 1. X bằng trừ 1 ở đây. X bằng trừ 1 thì y bằng trừ 1 phần 2. X bằng trừ 1 mới ra 1. Y bằng trừ 1 phần 2 là 0,5. Rồi nó nằm ở đây. Mình phải bỏ ở đây. Nhận lại phải phải mình đánh sai. X bằng 0 là y bằng trừ 2 là nó nằm ở dưới đây. Đây một điểm rồi. Rồi. Đây hai điểm mình vẽ cái nhánh này bên đây. Đây chỗ này là x bằng trừ 1 nè. X bằng trừ 1 y bằng trừ 1 phần 2 nó nằm ở đây nè. Rồi mình vẽ tiệm cận đi qua hai điểm này, nhánh mình trái số 1 chứ. Được chưa? Rồi tương tự tới bây giờ tới số 2 nè. Tiếp bằng 2 đây nè. 4. X bằng 2 là y bằng 4 các bạn ơi. X bằng 2 y bằng 4. Ở đây y 1, 2, 3, 4. 4, 5 này. Đó. Đây, 1 điểm, x bằng 2, y bằng 4 xong nha. X bằng 3, y bằng 5 phần 2. X bằng 3 ở đây. 5 phần 2 là 2,5. 2,5 là 5 đây nè. Chỗ này là 5 phần 2. Được chưa? Đó. Rồi xong. Đó là đồ thị của hàm phân tích bậc 1. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ngày hôm sau.